tăng chi phí sản xuất, giảm năng suất cây trồng vật nuôi, mất trắng không được thu hoạch, giảm chất lượng sản phẩm, mất đất sản xuất nông nghiệp. Đó là những hậu quả nghiêm trọng mà các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long đang phải gánh chịu do biến đổi khí hậu gây ra. Theo điều tra, có tới 80,3% hợp tác xã khảo sát cho biết hiện tượng biến đổi khí hậu có xuất hiện trên địa bàn hoạt động của hợp tác xã trong 5 năm qua với 3 hiện tượng phổ biến là xâm nhập mặn, hạn hán và thời tiết cực đoan. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu của các hợp tác xã nông nghiệp thời gian qua còn mang tính tự phát, số lượng chưa nhiều. Để thúc đẩy sự tham gia của các hợp tác xã và người sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu một cách hiệu quả, việc xây dựng và tổ chức thực hiện đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2025 là hết sức cần thiết. Những cánh đồng tôm lúa hữu cơ được mọc lên thay thế ruộng hoa màu kém hiệu quả. Những vựa tôm công nghệ cao thay thế những ao tôm đất truyền thống. Những cánh đồng lúa mẫu lớn canh tác lúa chất lượng cao. Đó là ba trong những mô hình tham gia sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long đang giúp nông dân thay đổi tư duy sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa trọng điểm của cả nước. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đã và đang khiến ngành nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long phải hứng chịu những thiệt hại, gây khó khăn cho nông dân trong quá trình canh tác, gia tăng chi phí sản xuất, nhưng lợi nhuận lại bị sụt giảm. Trước thực trạng trên, các mô hình hợp tác xã thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long đã dần hình thành trong thời gian qua và đạt được những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, theo các ngành chức năng, những mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu còn ít và nhỏ lẻ, đồng thời cũng chưa có động lực và hỗ trợ đủ mạnh để nhân rộng. Trước thực trạng đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng đề án nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2025. Ngày 19 tháng 7 năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký quyết định số 854/QĐ-TTg phê duyệt đề án quan trọng này. Đề án được thực hiện tại 13 tỉnh thành phố gồm Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ. Mục tiêu chung là nâng cao năng lực, chủ động áp dụng các biện pháp thích ứng, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực, tận dụng cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại nhằm phát triển bền vững các hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề dịch bệnh cũng là đang là những vấn đề thách thức, thì đòi hỏi cái vai trò của hợp tác xã là càng phải nâng cao cái năng lực nội sinh của mình để chủ động trong kinh tế thị trường và phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Chúng tôi quan niệm là không phải là số lượng hợp tác xã nhiều là mạnh lắm, mà chính những cái hợp tác xã làm sao hoạt động thu hút được nhiều thành viên và đảm bảo được cái dịch vụ cho thành viên, thì hợp tác xã đó mới gọi là hiệu quả. Trước thách thức của biến đổi khí hậu, nhiều hợp tác xã trồng lúa đã và đang mạnh dạn, chủ động thực hiện nhiều đổi mới sáng tạo trong sản xuất và kinh doanh. Tại nhiều cánh đồng ở đồng bằng sông Cửu Long, sau mỗi vụ thu hoạch, thay vì đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường, phát thải khí nhà kính, thì nhiều nông dân đã thu gom rơm từ ruộng ra ngoài, sau đó xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học để biến rơm rạ thành phân bón hữu cơ, phục vụ cho chính gia đình mình. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có một cái chủ trương về sử dụng các phụ phế phẩm trong nông nghiệp để làm nguyên liệu cho một cái dòng nguyên liệu mới và theo cái xu hướng là kinh tế tuần hoàn hoặc là kinh tế xanh. Tuy nhiên đối với rơm của đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta có hai cái phương án. Một là đối với vụ đông xuân thì chúng ta vẫn tiếp tục di chuyển này. Phương án thứ hai là đối với vụ hè thu và thu đông đó, thì hiện nay Cục Trồng trọt chúng tôi cũng đã khuyến cáo và đang phát động đối với các địa phương là chúng ta phải di chuyển rơm đi khỏi đồng ruộng.
để làm được chuyện này, trước hết khi mà chúng ta chưa có được những cái nhà máy, những cái cơ sở, thì hợp tác xã chính là cái điểm đầu tiên mà cái phong trào này cần phải được phát động. Trong nhiều năm qua, được sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương, Hợp tác xã Nông nghiệp Phước An, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã áp dụng đồng bộ các biện pháp canh tác lúa tiên tiến như thực hiện quy trình một phải, năm giảm, quản lý dịch hại tổng hợp IPM, sử dụng các thiết bị hiện đại thay cho sức người lao động như máy bay không người lái, ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa, giúp nông dân giảm giá thành sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích đất. Khu vực xóm 2 hectare này là khi mà thực hiện xuống giống á, thì hợp tác xã sẽ lên lịch cho bà con xuống giống đồng loạt và thực hiện cái khâu phun thuốc, là phun thuốc bằng máy bay không người lái. Và thực hiện như vậy thì nó sẽ giảm được một số sâu bệnh, giống như bắn một lần hết một diện tích 62 hectare thì cái sâu và gầy nó không di trú qua lại được. Chỉ cần có kết nối mạng Internet, cài đặt thêm ứng dụng, giờ đây anh Lâm Phương Tùng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phước An, có thể ngồi ở nhà cũng biết được thông tin độ mặn của nước ra sao, xâm nhập tới đâu, sâu dày gây hại ra sao. Tất cả thông tin hữu ích, chính xác đó đều nhờ có trạm quan trắc môi trường nước và bẫy đèn thông minh được đặt ở cánh đồng. Thì khi mình ở đây mình sẽ xem được, và thậm chí mình xem được cái khu vực khác, khu vực lân cận luôn, chứ không phải mình xem được hợp tác xã Phước An. Là mình coi cái đầu nguồn nước nó như thế nào, là để mình chuẩn bị vô cho kịp. Thí dụ như ở khu vực này á, thì nó đang, nếu mà mùa khô á, thì độ mặn tăng cao. Mình xem ở đây mặc dù là nó không hết 1 phần ngàn hoặc không hết 5 phần ngàn hoặc là không hết 9 phần ngàn. Tại tỉnh Cà Mau, Hợp tác xã Chí Lực là một trong những hợp tác xã tiên phong chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Bắt đầu thành lập từ năm 2018, đến nay hợp tác xã có 15 thành viên và trên 200 hộ dân liên kết sản xuất mô hình lúa tôm. Cụ thể, hợp tác xã đang liên kết sản xuất gần 1.000 hectare lúa chất lượng cao, trong đó có 500 hectare lúa an toàn và 200 hectare lúa hữu cơ đạt chuẩn châu Âu. Toàn bộ gạo làm ra đều được doanh nghiệp bao tiêu với giá cao hơn giá thị trường. Lúc ban đầu thì gặp về cái môi trường lúa hữu cơ chúng tôi rất là bỡ ngỡ, bởi vì bà con trước đây là chưa có từng làm qua. Thì nhờ được cái cách thức là coi như là tập huấn các lớp hữu cơ của cán bộ khuyến nông khuyến ngư và các cấp chính quyền đưa những cái lớp tập huấn hữu cơ về cho bà con mình ở nơi đây, rồi vừa lúa hữu cơ và vừa lúa an toàn, cho nên chính vì từ cái chỗ đó mà bà con chúng tôi nó mừng lúa hữu cơ rất là đạt. Ở xã Chí Lực, trong một năm có 6 tháng nước ngọt và 6 tháng nước mặn. Trong 6 tháng nước ngọt, nông dân gieo xạ lúa kết hợp nuôi tôm càng xanh. 6 tháng nước mặn còn lại thì nuôi tôm sú. Từ khi tham gia vào hợp tác xã, anh Hùng đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích đất canh tác không hiệu quả sang mô hình tôm lúa. Hiện mỗi hecta tôm lúa của gia đình cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Đây là số tiền anh Hùng cũng như nhiều nông dân mơ ước khi còn canh tác mía và hoa màu, nay trở thành hiện thực. Vụ vừa rồi lúa tôm ở vùng này á, thì nó phát triển rất tốt. Năng suất cụ thể con tôm á, thì theo một cái năm trung bình, một cái năm mình đánh giá lại là một năm, một hecta là từ 100 triệu. Còn lúa á, thì một hecta thì nó so ra thì nó không bằng con tôm. Bởi vì á, lúa là mình năm một năm có một vụ thôi, còn tôm thì mình thả liền canh. Cũng như tháng này mình thả, tháng tới mình có thể thả được vài tới luôn. Từ một vùng quê ở vùng đất mũi của đất nước, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn và thách thức bởi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đến nay, nông dân ở xã Chí Lực đã tự làm chủ trên đồng đất quê mình. Đưa vào một cây cây lúa hữu cơ, đó là một cái sứ mệnh cho cái hợp tác xã để tạo ra được cái môi trường mới cho bà con, cái môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu và môi trường xanh, và bảo vệ được cái sức khỏe cho bà con. Theo đánh giá của các nhà khoa học, mô hình tôm lúa là mô hình hiệu quả trong điều kiện biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững do không sử dụng thuốc hóa học, thuốc bảo vệ thực vật.
Với những hiệu quả của mô hình này, thời gian qua Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp cùng các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và Kiên Giang triển khai các mô hình tôm lúa trên đất lúa kém hiệu quả và mô hình tôm rừng theo hướng liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, qua đó hỗ trợ chuyển giao, đào tạo tập huấn kỹ thuật nuôi cho người dân. Mấy năm nay tình hình mà nuôi tôm mà nó ngay khó gắt gặt nhiều cái khó khăn. Thứ hai nữa là bây giờ cái môi trường không ổn định, thời tiết. Nuôi năm nay thì được cái chỗ dự án hỗ trợ, thứ nhất là cái gì con giống á, với được sinh học cải tạo môi trường. Và thứ hai đó là để làm sạch cái môi trường. Con tôm nó có bóng rất đẹp. Sau một vụ nuôi, bình quân một hecta sản xuất tôm lúa, nông dân thu lợi nhuận khoảng 80 đến 100 triệu đồng một năm. Riêng con tôm mang lại lợi nhuận khoảng 40 đến 50 triệu đồng. Khi Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức hội nghị sơ kết mô hình này tại tỉnh Sóc Trăng, các hợp tác xã và nông dân rất phấn khởi. Cái mô hình tôm lúa thì nó rất là hiệu quả. Một là đem lại kinh tế cho tất cả các thành viên, đồng thời nó đem lại cái hiệu ứng tốt cho cái môi trường. Sau một đợt tưới tôm cũng như là làm sạch được môi trường để làm ra những hạt lúa tốt mà để phục vụ và có thể cho nông dân cũng như đem ra tiêu thụ ở bên ngoài. Thì chúng tôi thấy là bà con đã thực hiện rất là bài bản theo quy trình kỹ thuật, và khi mà đưa được những cái nội dung mới, ví dụ như có chế phẩm xử lý môi trường, thiết bị quan trắc môi trường, thì từ đó kiểm soát được môi trường nuôi rất là tốt, đảm bảo con tôm phát triển, hạn chế được dịch bệnh. Thứ hai là tôm giống được cung ứng bởi các cái doanh nghiệp có uy tín, được kiểm soát chất lượng tôm giống đầu vào, vì thấy con tôm rất là khỏe mạnh. Thì từ những vấn đề đó thì nó sẽ ít ảnh hưởng đến môi trường hơn. Chẳng hạn như là nếu như mà tôm bị bệnh thì người dân có thể phải tăng cường sử dụng kháng sinh, tăng cường sử dụng hóa chất và thuốc để phòng trừ bệnh, thì nó dẫn đến ô nhiễm môi trường. Bạc Liêu được xem là thủ phủ nuôi tôm của cả nước. Con tôm mang lại nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế, nhưng quá trình phát triển cũng gặp phải những thách thức không nhỏ khi đứng trước biến đổi khí hậu và việc phát triển song song với bảo vệ môi trường. Hợp tác xã nuôi tôm công nghệ cao Đông Hải, huyện Đông Hải, Bạc Liêu được đánh giá là điểm sáng trong việc tiên phong ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm và mang lại hiệu quả cao. Một điều đặc biệt được hợp tác xã nuôi tôm công nghệ cao Đông Hải ứng dụng trong quá trình nuôi tôm, đó là xử lý nước thải theo phương pháp tuần hoàn hở. Khi mà nuôi tôm mà từng hoàn nước rồi đó, thì cái thứ nhất là cái môi trường mình không có thải nước dơ ra môi trường. Thứ hai là mình còn sử dụng cái nước này tái sử dụng trở lại, cho nên cái giảm cái chi phí của mình. Ống nước này đang xả nước thải từ các ao nuôi tôm ra ao đất. Tại đây, ông Nhiệm dành quỹ đất để bố trí tới 6 ao xử lý nước thải. Dưới mỗi ao như thế này sẽ nuôi các loại cá, cua. Khi nước thải bơm vào đây, cá sẽ ăn hết tạp chất. Nước mặt tại ao sẽ chảy qua các ao lắng khác. Sau đó nguồn nước này sẽ được ông Nhiệm lấy về xử lý thành nước nuôi tôm. Một vòng khép kín như vậy, đảm bảo quá trình nuôi không xả thải ra môi trường, mà giúp cho hợp tác xã chủ động được trong quá trình nuôi, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nước thải là rất quan trọng. Mình làm không tốt rồi đó, không phải gây ô nhiễm môi trường cho bà con xung quanh, mà chính nó cũng hại cho mình nữa. Cho nên chính mà bà con nuôi tôm làm sao phải tự mình là giải quyết vấn đề này cho nó tốt. Đó. Và đây là cái bài toán mà có thể nói là rất là khó khăn chứ không phải đơn giản. Một số anh em thì làm cũng có mô hình thứ này, mấy anh em diện tích lớn thì cũng khoảng 3-4 người thôi. Còn số anh em lại thì làm biogas. Cơ bản là trong hợp tác xã thì anh em xử lý cái môi trường rất là tốt. Cho nên tôi cũng mong muốn khuyến cáo bà con mình đó là trong hợp tác xã là nuôi ít thôi, nhưng mà chưa có diện tích bên ngoài cho nó nhiều, để mình xử lý môi trường cho nó tốt hơn, mình đem lại cái hiệu quả tốt hơn. Hiện đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 2.500 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có nhiều mô hình hợp tác xã sản xuất quy mô lớn, thực hiện cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao, liên kết hợp tác, phát triển chuỗi giá trị nông sản chủ lực của các địa phương. Chiều ngày 22 tháng 11 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai đề án nâng cao năng lực hợp tác xã nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021-2025.
Đề án được triển khai nhằm thúc đẩy phát triển bền vững các hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phấn đấu đến năm 2025, vùng đồng bằng sông Cửu Long có 100% hợp tác xã nông nghiệp được tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất kinh doanh, chế biến, bảo quản sản phẩm nông, lâm, thủy sản và diêm nghiệp. Mỗi tỉnh, thành phố xây dựng từ 3 đến 5 mô hình hợp tác xã nông nghiệp áp dụng các biện pháp thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, kết hợp mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường để nghiên cứu học tập và nhân rộng. Trong nội dung của đề án có hai nội dung cơ bản, đó là một là nâng cao năng lực của hợp tác xã để thích ứng. Nội dung thứ hai là chuyển đổi mô hình sản xuất để thích ứng. Đó là hai vấn đề chính. Cái chính là đồng bằng sông Cửu Long bây giờ chúng ta, nếu mà chúng ta chuyển được, hiện nay là khoảng trên 2.500 hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi được cái nhận thức này thì nó sẽ thúc đẩy phát triển rất là mạnh, rất là mạnh. Ở đây thì chúng ta có các cái hợp tác xã chủ yếu vẫn là lúa gạo, một số hợp tác xã về trái cây, một hợp tác xã thủy sản, nhưng chủ lực chúng ta cũng là cái lúa gạo. Thì hôm nay tôi đi sâu vào vấn đề lúa gạo, tôi rất muốn nghe ý kiến của các vị trí ở các địa phương. Chúng ta chuyển đổi mô hình như thế nào, nâng cao năng lực ấy, thì bộ có định hướng là có tài liệu, có tổ chức các lớp để nâng cao năng lực và có từ cái mô hình thực tiễn. Nhưng mà chúng ta bây giờ phải thống nhất nhau, tôi cũng xin trao đổi đồng chí Hè, chúng ta tập trung vào chuyển đổi mô hình. Bây giờ chúng ta có mô hình rồi, rất nhiều mô hình rồi, bây giờ phải nhân rộng ra. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay xu thế phát triển chung và chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn đã được chính phủ phê duyệt theo hướng phát triển bền vững, đẩy mạnh nông nghiệp tuần hoàn, kinh tế xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu ngày càng hiện hữu, tác động nhanh hơn và trầm trọng hơn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Việc áp dụng các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng đến kinh tế xanh, nông nghiệp tuần hoàn để gia tăng sản phẩm trong chuỗi giá trị, tái chế các phụ phẩm nông nghiệp là xu hướng tất yếu. Các hợp tác xã nông nghiệp đã và đang trở thành địa chỉ tin cậy cho các nhà doanh nghiệp tìm đến liên kết. Với vai trò là tổ chức dẫn dắt kinh tế hộ nông dân trong lĩnh vực nông nghiệp, hợp tác xã không thể đứng ngoài xu hướng này. Như chúng ta biết là thực ra thì hợp tác xã hiện nay cũng đang tham gia vào cái quá trình mà cùng với lại cái thành viên của mình hộ nông dân thích ứng với lại biến đổi khí hậu. Có rất nhiều các cái giải pháp như là sử dụng các cái cây con giống mà nó phù hợp với lại cái điều kiện mới, ví dụ như là giống lúa chịu mặn chẳng hạn, hay là giống lúa thích hợp cho cái vùng lúa tôm. Rồi cái thứ hai là chuyển đổi mùa vụ, cái này rất là quan trọng. Ví dụ như là ở đây có hai chuyện, một chúng ta có thể chuyển đổi từ các cái canh tác truyền thống mà dễ chịu rủi ro như là lúa ở các vùng ngập mặn chuyển sang các cái mô hình khác, rồi chuyển đổi cái mô hình bằng cách là thay đổi cái quy luật mùa vụ để làm cho giảm thiểu các cái rủi ro. Thế rồi các hợp tác xã thì có cái việc ứng dụng các cái công nghệ, khoa học công nghệ, các cái quy trình sản xuất mà nó cho phép giảm thiểu. Rồi đặc biệt là trong cái đề án này thì Bộ Nông nghiệp rất là khuyến cáo các hợp tác xã và các địa phương giúp các hợp tác xã thực hiện hai cái nhóm giải pháp quan trọng. Đấy là một là tham gia vào để mà giảm thiểu các cái phát thải khí carbon, và cái thứ hai là tăng cái năng lực chế biến các cái phụ phẩm nông nghiệp như là rơm rạ, như là chấu, như là các cái chất thải của chăn nuôi thủy sản. Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ngày càng được thế giới quan tâm để giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây không chỉ là xu thế tất yếu, là mệnh lệnh từ thị trường mà còn là trách nhiệm với xã hội. Ở nước ta, ngành nông nghiệp đang được đặt nhiều kỳ vọng sẽ có sự bứt phá trong thời gian tới khi triển khai tuyên truyền, nhân rộng nông dân thực hiện các mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, sản xuất theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp đa dạng, an toàn, giá trị cao, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.